đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm là một trong những tuyến đường tập trung đông hàng quán ăn uống, quán bia, karaoke, thường xuyên có tình trạng tài xế sử dụng rượu bia, sau đó điều khiển phương tiện gây mất an toàn giao thông. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã thành lập các tổ tuần tra lưu động để xử lý vi phạm nồng độ cồn trong các khung giờ tối muộn, thường là sau 21 giờ. Lúc này, người sử dụng rượu bia đã uống rất nhiều nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nhiều ma men sau khi bị dừng thường có phản ứng gay gắt, gọi điện cho người thân trợ giúp, nhưng sau khi được nhắc nhở, tuyên truyền đều đã ký vào biên bản xử phạt. Để xe máy kia thì thực sự là nhà ngay gần đây, đi về một đoạn, có thể là mình chủ quan, nhưng mà thôi, cái vấn đề là các bạn tự trả lời, câu hỏi là các bạn cũng có thể tự trả lời được. Các bạn là đàn ông, đúng không? Đàn ông thì không thể thiếu rượu bia. Dạ, nếu để mà nói mà lần sau thì không có cái chuyện là lần thứ hai. Nếu mà lần sau mình mà uống rượu bia là xác định là mình thuê taxi hoặc là mình chạy, mình thuê Grab, mình đi Grab mình về. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, việc sử dụng đồ uống có cồn là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua, đặc biệt là những ngày lễ mọi người thường tụ tập liên hoan với nhau. Với cương vị là một người cán bộ giao thông thì tôi khuyên, có lời khuyên đối với lại người dân và người tham gia giao thông là đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Khi mình sử dụng rượu bia rồi thì mình hãy chủ động đi phương tiện công cộng hoặc là nhờ những người thân, những người bạn của mình là không sử dụng rượu bia, không có nồng độ cồn hoặc chất kích thích khác trong cơ thể để có thể điều khiển phương tiện khi muốn đi lại. Do dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, người dân được nghỉ tới 4 ngày nên ngoài nội dung về nồng độ cồn, các lực lượng chức năng còn tập trung quân số xử lý các trường hợp liên quan đến ma túy, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ,